ca ngợi Mỹ, ca ngợi cuộc sống ở nước ngoài, nó rất là rõ ràng, nó rất là giỏi hay lười biếng như Việt Nam, không chịu hiểu cái điều đó mà lên đó là chửi bới. Mình không phải là fan của Đàm Vĩnh Hưng, không phải người thân yêu của Đàm Vĩnh Hưng, thì đọc làm chó gì, đúng không? Là vô là chửi bới. Ai thương hơn một, Hưng sẽ thương lại 10. Ai ghét hơn một, ghét lại 100. Vậy thôi, tiếp tục cứ chửi đi, Hưng vẫn cứ chúc nha. Và đừng có dừng lại việc đó. Mọi người thấy không, cái con người ấy, khi mà nó chưa có gì thì nó rất là dễ thương mọi người. Nhưng mà khi nó đạt được mục đích, danh vọng, địa vị của nó rồi, nó quay lại nó chửi người Việt Nam mình liền luôn. Ra nước ngoài thì nói xấu người Việt Nam, ôi thôi ôi giời ơi, khen nước Mỹ là văn minh, công bằng, rõ ràng. Vậy sao mày không ở bển đi, mày về Việt Nam mày chi? Về Việt Nam mày hát hò, mày kiếm tiền để làm chi hả? Mày về Việt Nam này ai nuôi mày? Có phải là người dân Việt Nam này họ cho mày miếng ăn, cái mặt, cái nhà, cái xe để mày được như ngày hôm nay không? Mà mày đi rồi sao mày quay lại mày chửi người dân Việt Nam lười biếng, ngu dốt, lũ này lũ kia đó. Mấy con lươn vô nghe thần tượng tụi bay nói chuyện đi, lời ăn tiếng nói có giống như là một người nổi tiếng, có ăn, có học, có trình độ, địa vị ở xã hội không? Nói chuyện còn thua một thằng bán cá, nói chuyện còn thua một cái người thất học, vô học ở ngoài đường. Vậy đó, có xứng đáng là thần tượng của tụi bay không? Hả? Nó nói khán giả không nuôi nó. Ủa vậy đó giờ mày hát ai nghe? Ai mua vé xem mày hát? Mày cài YouTube, ai lên YouTube mày coi? Hả? Ai ủng hộ mày? Để rồi hôm nay mày quay lại mày ăn cháo đá bát với người dân Việt Nam này. Đó bây giờ mày trốn qua Mỹ rồi đó, qua bển mày hát đi, có ai nghe không? Bên này á, mày ngáo quyền lực, mày xưng ông, xưng chúa, xưng vua. Mày qua bên Mỹ á, mày xưng đi. Thử thời coi mày làm vua, làm chúa ở bển có được hay không? Thử thời mày hát ở bển này có ai nghe mày hát không? Tao nói thiệt với mày, cộng đồng người Việt Nam ở bên Mỹ cũng không có ai ưa mày đâu. Tao nói thiệt, cái lối sống của mày, kiểu của mày phách lối, khi người, coi người ta không ra gì, thứ ăn cháo đá bát thì muôn đời nát mày ơi. Thiệt.